Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn kiểm tra cái nhiệt độ CPU ở trên máy tính các bạn nhé, trên cả máy tính bàn hay là laptop. Đó, thì trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn sẽ có một số cái thời điểm các bạn cần phải kiểm tra nhiệt độ CPU. Đấy, chẳng hạn như là khi các bạn mới nâng cấp máy lên, mới thay CPU mới vào để cho cấu hình máy nó tốt lên ấy, thì các bạn cũng có thể là kiểm tra lại nhiệt độ xem thử là trong quá trình mình lắp ráp cái CPU như vậy thì nó đã đúng hay chưa, và nhiệt độ nó có quá cao so với bình thường hay không. Đó. Thứ hai là sau khi các bạn vệ sinh CPU chẳng hạn, đó thì các bạn cũng nên kiểm tra lại nhiệt độ CPU xem thử là nó có giảm xuống hay không. Đó. Thì hôm nay cũng tranh thủ là mình cũng mới nâng cấp máy lên các bạn ạ. Mình mới thay một cái CPU khác, bởi vì cái CPU của mình thì nó cũ quá các bạn, nó cũ dùng lâu rồi. Cái dòng này, dòng chip Celeron cách đây cũng hơn 10 năm, chỉ có một lõi thôi các bạn, mà máy nó chạy không được luôn. Đấy, nó bị đơ. Vừa rồi thì mình đã nâng cấp máy lên rồi. Thì sau khi nâng cấp thì mình đã thay ráp CPU vào và vệ sinh cho máy, thì mình cũng sẽ tranh thủ kiểm tra lại xem thử nhiệt độ như thế nào nhé. Thì cũng mình làm video quay lại chia sẻ với các bạn. Rồi, đầu tiên là ở đây thì mình chia sẻ với các bạn là trên cái máy tính bàn nhé. Đấy. Chia sẻ cho các bạn mới bắt đầu, cho nên mình sẽ đi chậm vào chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái trình duyệt web nhé, để các bạn tải cái phần mềm kiểm tra nhiệt độ CPU về các bạn dùng. Thì cái phần mềm này là những cái phần mềm được sử dụng miễn phí các bạn nhé, các bạn tải xuống rồi các bạn cài vào máy. Thậm chí là một số phần mềm các bạn không cần cài luôn, các bạn chỉ cần mở lên là nó chạy luôn, không cần cài vào máy luôn. Là những cái phần mềm được sử dụng miễn phí và người ta cung cấp rất là rộng rãi trên Google nhé. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ vào cái trình duyệt web này. Chẳng hạn như là mình mở cái trình duyệt Firefox lên chẳng hạn. Đó thì các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm nhé. Các bạn gõ cái tên phần mềm. Có rất là nhiều phần mềm nhé. Các bạn sử dụng phần mềm nào cũng được. Đấy, nhưng mà trong video hôm nay thì mình chia sẻ các bạn cái phần mềm là WH này. Phần mềm WH. Để mình kiểm tra lại nhé, monitor. Đó, monitor. Đây các bạn này, đây các bạn này. Lấy cái phần mềm này. Đây. WH monitor nhé. Phần mềm này các bạn sử dụng miễn phí nhé. Đó, các bạn tích vào đây. Rồi thì sau khi các bạn tích vào phần tìm kiếm ở trên trang web ấy, đó thì nó sẽ có những cái trang này các bạn tải về, ví dụ như các bạn vào trang chủ này, www.cpuid.com chẳng hạn này, hoặc là trang download.com.vn này. Đó, vào những cái trang ở dưới này. Ví dụ như trang tải miễn phí này, kiểm tra nhiệt độ phần cứng máy tính này, vân vân. Rồi, ví dụ các bạn vào cái trang download.com chẳng hạn, các bạn tích vào đây. Đó, thì ở đây các bạn chú ý là ở đây cái phần mềm này họ ghi là họ có cái nút tải về đấy nhá, các bạn chỉ cần kích vào nút tải về thôi là chúng ta sẽ tải về máy. Ở đây họ có ghi là được sử dụng miễn phí các bạn này, được sử dụng miễn phí này. Số người tải là 254.888. Dung lượng có 1,4 MB thôi. Và ngày cập nhật là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2022, cũng tương đối là mới. Đó, yêu cầu là Windows XP này, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10. Đó, đều được các bạn nhé. Như vậy là bạn nào đang sử dụng Win XP này, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 thì đều được. Đó. Rồi, hoặc là các bạn vào cái trang này các bạn tải về cũng được này, trang WCPUID. Đó, các bạn tích vào đây. Thì các bạn vào trang nào cũng được nhé, tùy các bạn. Miễn là các bạn tải về được là được thôi. Không nhất thiết là các bạn vào trang nào. Rồi sau khi vào đây thì các bạn ở cái trang này các bạn kéo xuống này, kéo cái thanh trượt bên này xuống này. Đây. Đó, thì ở dưới này nó có hai cái mục các bạn này. Đó, mục setup và cái mục file file nén, thì mục setup này là các bạn tải về cái file file cài đặt luôn. Còn nếu mà các bạn tải về file nén thì các bạn sẽ giải nén ra. Đó, nhưng mà theo mình là để cái file này ít bị lỗi ấy, tức là các bạn sử dụng ít bị lỗi thì các bạn nên tải cái file nén luôn, các bạn tải cái file đầy đủ luôn. Đó, sau đó là các bạn về tải về máy xong là các bạn sẽ giải nén ra và các bạn cài vào máy nhé, các bạn mở lên thôi. Rồi, các bạn tích vào đây file nén, file zip nhé. Rồi mình đóng cái này lại. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào mục download. Đấy, download bây giờ luôn, download now. Đó, đây các bạn này đang tải về đây nhá. Rồi như vậy là mình đã tải xong là 1,8 MB. Đó, thì sau khi tải về xong thì các bạn sẽ tìm đến cái nơi mà cái file của các bạn tải về trên máy tính, thì các bạn mở computer lên nhé, hoặc là dịch PC lên. Đó, đây thì mình lưu trong ổ đĩa D rồi. Đấy, thì
Mình tải về ở đây trên máy của mình thì nó đang đau loạt các bạn này. Đây, đau loạt đây nhá. Đây, tải về đây này. Đó, đây. HP Cap Monitor Pro đây 1.49. Đó. Thì cái này mình đã tải, mình đã giải nén đấy các bạn này. Mình đã giải nén ở đây rồi. Đây, mình giải nén ở đây rồi. Đó, thì hôm trước là mình đã mở ra mình giải nén ở đây. Thì các bạn giải nén thì các bạn làm đơn giản thôi đúng không? Đấy, các bạn chỉ cần cái chuột phải lên này. Cái chuột phải lên cái phần mềm này. Cái phiên bản cũ đây thì mình xóa đi nhá. Cái này mình xóa đi. Đó, các bạn cái chuột phải lên này, các bạn cái chuột phải lên cái file file tải về đây. Đó, và các bạn chọn vào cái dòng dưới cùng nhá, cái dòng mà có ba trùng vở đấy. Các bạn chọn cái dòng dưới cùng ở đây này. ETA2 HP Cap Monitor này. Đó, các bạn tích vào cái dòng dưới cùng này. Thì chúng ta sẽ giải nén ra cái file mới. Đó, giải nén ra cái file này. Đây mình đã giải nén đây các bạn này. Đây nhá. Đó, thì sau khi giải nén ra thì các bạn sẽ mở lên thôi, các bạn mở lên này, các bạn mở nó lên. Mở cái file giải nén ra nhá. Đây. Thì lúc này chúng ta có hai cái file, đó là cái file là HP kép dùng cho Win 32 bit và HP kép dùng cho Win 64 bit. Đó, thì các bạn phải lựa chọn đúng cái phiên bản Windows ở trên máy của các bạn nhé. Xem thử là trên máy các bạn thì các bạn sử dụng Win 32 bit hay là 64 bit. Đó, thì cách kiểm tra cũng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra luôn nhé. Các bạn sẽ kiểm tra Win 32 bit hay 64 bit thì các bạn chỉ cần mở computer lên này. Rồi, tiếp theo sau khi mở computer hoặc là dịch PC lên, các bạn kích chuột phải vào cái khoảng trống nha. Ở trong cửa sổ computer đó, kích chuột phải lên. Đấy, các bạn chọn vào dòng property này. Đó, thì lúc này nó sẽ hiện ra một cửa sổ cho biết chúng ta biết cái thông tin cấu hình cơ bản của máy tính. Thì cái phần mà kiểm tra cái thông tin cơ bản về cấu hình máy tính thì mình đã có chia sẻ trong một số video trước đây nhé. Và các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm. Rồi, lúc này các bạn nhìn vào cái mục system nhé. Đấy, các bạn kiểm tra cái mục system. Ở đây họ có ghi ở dưới này các bạn này, mục system ở đây nhé. Có ghi là system là file hệ thống đấy. Ở đây là máy của mình đang cài cái hệ điều hành 32 bit này. Đó. Thì máy bản nào mà sử dụng 64 bit thì ở đây nó họ sẽ ghi là 64 bit. Đó, của mình là 32 bit. Đó, như vậy là mình đã kiểm tra được cái phiên bản 32 bit nhé. Rồi mình đóng lại này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm HP kép lên nhá, HP kép monitor lên. Đấy, 32 bit thì mình kích vào đây. Đó, kích đục chuột vào. Đó, thì phần mềm nó đang chạy các bạn này. Cái phần mềm này rất là nhẹ và nó không cài vào máy đâu các bạn nhé, không cài vào máy. Các bạn chỉ cần tải về xong, các bạn giải nén xong, các bạn mở lên là nó tự kiểm tra nhiệt độ phần cứng cho các bạn. Rồi, ở đây thì mình có chia sẻ các bạn một số cái thông tin rất là cơ bản thôi nhé. Còn những cái thông tin mà phức tạp hoặc là các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trên mạng nhé. Ví dụ đây các bạn kiểm tra về nhiệt độ của men này. Thì máy của mình đang sử dụng cái nhiệt độ Arok, men Arok G31VS2. Thì các bạn nhìn vào cái biểu tượng mà có cái dấu chấm cái phần cái đồ đỏ này các bạn này. Đó, giống như là cái nhiệt kế đó. Đó, nó giống như cái nhiệt kế màu đỏ để đo nhiệt độ. Thì ở đây nó có ghi ở trên máy của mình là nhiệt độ của men thấp nhất đấy, min nhé các bạn, min này. 35 này, 32,5 này và mát cao nhất là 35 đến 65 độ. Đó, đây là nhiệt độ của men các bạn này. Men máy tính nhá. Và tiếp theo các bạn nhìn xuống phía dưới này. Ở đây thì mình đang sử dụng con chip Intel Pentium E55000. Pentium E55000. Thì con chip này thì cũng lâu đời rồi các bạn ạ. Con chip này lâu đời rồi và nó có hai loại nhá. Hai loại là Core i0 này và Core i1 này, nó có ghi rõ đây. Còn máy các bạn nào mà nhiều loại hơn thì đây nó sẽ là ghi 0 1 2 3 4 này. Đó, thì Core i0, Core i1 thì ở đây các bạn lưu ý này, nhiệt độ trên CPU của mình lúc này là ở min nhá. Các bạn nhìn cái cột min này này. Là của mình là thấp nhất là 39 độ, 38 độ này. Đấy, và cao nhất đấy, mát là cao nhất là 39 độ thôi. Nói chung là do cái máy của mình thì mình đang mở ít tạp cho nên là nhiệt độ nó còn thấp các bạn. Còn khi mà mình mở ứng dụng lên ấy, nhiệt độ có thể lên 50 hoặc 60. Đấy, các bạn mở nhiều thêm các cái tạp ứng dụng khác. Còn nếu các bạn mở cái ứng dụng nặng hơn một chút đấy thì nó có thể lên nhiệt độ lên 60. Thậm chí là khi các bạn chơi game nặng thì có thể là trên 80 độ C. Đó, thì các bạn có thể đo được cái nhiệt độ của CPU và thông qua cái phần mềm này nhé. Đó, 39 độ. Đó, nói chung là nhiệt độ như thế này là rất là tốt đó các bạn. Khi mà mình mở một cái trình duyệt ghép thôi, đã lên 39 độ các bạn. Nói chung là nhiệt độ bình thường. Rồi tiếp theo là các bạn nhìn xuống phía dưới nhé. Ở đây nhiệt độ của ổ cứng này. Ở đây thì mình đang sử dụng một cái ổ SSD nhá, SSD Kingston.
Đó, thì ở đây mình cũng kiểm tra ở cái mục có cái biểu tượng cái nhiệt kế màu đỏ, thì nhiệt độ ở đây của mình là thấp nhất là 28 độ C và cao nhất là 31 độ C, gọi là nhiệt độ của ổ cứng đấy, ổ cứng cái ổ cứng này SSD các bạn nhé, kính tuân đó, min này, mã này. Đấy. Rồi cả cái thông tin ở phía dưới này thì các bạn có thể trong quá trình các bạn sử dụng phần mềm thì các bạn tham khảo thêm. Đó, các bạn chú ý là các bạn kiểm tra ba cái nhiệt độ quan trọng nhất, đó là nhiệt độ của main là một này, nhiệt độ của chip là hai này, nhiệt độ của ổ cứng là ba, nhưng mà trong đó cái quan trọng nhất theo mình là vẫn là nhiệt độ của CPU, cũng rất là quan trọng. Chủ yếu là mình kiểm tra nhiệt độ CPU thôi, bởi vì nhiệt độ CPU mà kéo dài quá nóng trong thời gian dài thì có thể làm chết cái con CPU các bạn nhé. Đó, thì thông thường các bạn lưu ý là đối với CPU mà hoạt động ở nhiệt độ ổn định ấy, đó nhiệt độ ổn định thì tốt nhất là các bạn cứ để tầm khoảng 70 độ trở xuống. Đó, nhiệt độ CPU là tầm khoảng 70 độ trở xuống là tốt rồi. Đó, nói chung là các bạn mà sử dụng bình thường không cần lo lắng gì. Nhưng mà nhiệt độ của CPU mà từ 80 trở lên các bạn nhé, 80 rồi 85, 90 trở lên trong thời gian dài là các bạn phải kiểm tra lại cái quạt tản nhiệt cho CPU, hoặc là các bạn có thể là cân nhắc là vệ sinh lại máy hoặc là thay cái quạt tản nhiệt đi, rồi tra keo tản nhiệt cho CPU. Đấy. Nếu như mà nhiệt độ của CPU các bạn kiểm tra mà nó nóng lên trong khoảng 80 độ C trong thời gian dài, trong khi các bạn sử dụng chỉ những tác vụ nhẹ hoặc là trung bình thôi, mà nó nhảy nhảy đến 80 trở lên là các bạn phải kiểm tra lại cái máy của mình nhé. Đó, các bạn chỉ kiểm tra hai vấn đề thôi, thứ nhất là vệ sinh, cái thứ hai là các bạn có thể tra keo tản nhiệt lại cho CPU, hoặc là các bạn có thể kiểm tra lại cái quạt tản nhiệt cho CPU nhé, nếu mà trường hợp cần thiết là các bạn có thể thay cái quạt mới. Đó, còn nhiệt độ của ổ cứng thì như mình được biết ấy, thì nhiệt độ ổ cứng ấy, thì đối với ổ cứng SSD thì nhiệt độ thường là thấp hơn, thường là cao hơn so với nhiệt độ của ổ cứng HDD. Đấy. Thì nhiệt độ ổ cứng thì thường thường các bạn sử dụng khoảng tầm dưới 5 độ C được rồi. Nhiệt độ ổ cứng thì khoảng dưới 5 độ C là ngon lành rồi. Đó, ngon lành. Đấy thì không sao nhé. Theo mình là như vậy. Đó, thì về cái vấn đề nhiệt độ cứng hay là nhiệt độ của main hay là nhiệt độ của CPU thì các bạn cũng tham khảo thêm các cái thông tin ở trên mạng nhé. Đó để các bạn cập nhật thông tin nó đầy đủ hơn. Đó, thì trong khuôn khổ video hôm nay thì mình chia sẻ các bạn cái phần mềm kiểm tra nhiệt độ CPU miễn phí mà bạn nào cũng có thể sử dụng được để các bạn kiểm tra cái thiết bị phần cứng trên máy của các bạn nhé. Rồi, vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách sử dụng cái phần mềm HVKEP Monitor để các bạn kiểm tra nhiệt độ các phần cứng CPU, main hoặc là ổ cứng vân vân. Đó, thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn được một số thông tin để các bạn tham khảo và các bạn kiểm tra phần nhiệt độ các cái thiết bị ở phần cứng ở trong máy tính. Mình xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn kiểm tra được nhiệt độ máy tính thành công nhé. Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Tôi xin chào tất cả các bạn.